xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của bà Michael. Sài Gòn, ngày hôm nay là ngày thứ 6. Bà Michael đang có mặt ở đây là ngã tư đường số 1 để đường Vành Đai Trong. Một con đường rất là quen thuộc với các cô, chú, anh, chị và các bạn, đúng không? Có nhiều người nói ba mươi cô tại sao cứ khởi hành đi quay phim mà toàn là ở khu tên lửa. Xin thưa bà con cô bác, ba mươi cô đi quay phim ở khu tên lửa này là ngon lắm rồi đó. Tại vì bà con cô bác thấy không, ba mươi cô có thể rẽ được nhiều hướng lắm. Rẽ ngược lên An Lạc, rẽ ngược về Bình Chánh, rẽ vượt qua bên Bình Trị Đông. Rồi rẽ xuống đường số 1, rẽ qua con đường An Dưỡng Địa, hoặc là rẽ ngược qua bên hướng về nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Tức có nghĩa là ba mẹ cô có rất là nhiều hướng để cho bà con cô bác đi. Còn quay ngược về cách đây khoảng 3 năm về trước, bà con cô bác còn nhớ không? Ba mẹ cô khởi hành từ ở bên con đường Phạm Thế Hiển bên chợ Phú Lợi đó bà con. Thì xin thưa bà con cô bác, bà con cô bác không có sự lựa chọn, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất thôi, đó là con đường Phạm Thế Hiển, và phải chạy hết một con đường Phạm Thế Hiển rồi mới tẻ được có hai hướng, một hướng vô chợ Nhị Thân Đường, rồi thôi là phải chạy qua xóm Củi, rồi tới vô tới quận 5, rồi thì lúc đó thì qua cầu Chà Và, rồi bắt đầu mới muốn đi đâu đi. Tính ra là bây giờ là bà con cô bác được nhiều sự lựa chọn lắm rồi đó, mỗi ngày một con đường là không có con đường trùng nhau đó. Có một bác nói ba mẹ cô cái tối khởi hành ở trên cái con đường tên lửa hoài cho nên người xem người ta chán. Khổ vậy đó. Cái bây giờ biết sao giờ. Rồi, bây giờ ba mẹ cô đi tới đây là số 36 đường số 1. Bên tay trái ba mẹ cô là V1 Store. Mới khai trương rồi bà con. Đầu lưng nè, lưng sư rồng rồi. Cái gì đây, khai trương gì đây? Chắc cửa hàng bán điện thoại nữa. Sáng nay 20 tháng 10 nha bà con. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Hôm nay là coi như là ở các cái cổng trường là người ta bán hoa nhiều lắm nha bà con. Chuyện gì đây? Hôm nay phải chuyện gì đây? Gấu đỏ mì đen. Gói từng gói. Phát cho người nghèo hả ta? Cái đó là cái chỗ mà bán buffet đó con. Mà hôm nay họ đóng lại, ba mẹ cậu thấy từng bịch nữa. Mỗi một cái bọc như vậy là mì gói rồi cái gì đường gì đó. Chắc họ lại phát quà từ thiện đó bà con. Dạo này dân chúng ở Sài Gòn bắt đầu là có một cái niềm vui khá là giúp đỡ người nghèo. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 mà làm nhân diện để làm phát quà từ thiện cũng được. Đây là một cái cửa hàng bán hoa nè. Hôm qua mình đi cửa hàng hoa Hồ Thị Kỷ rồi. Hôm nay ba mẹ cô sẽ dẫn bà con cô bác mình đi cửa hàng vòng trên đây. Trên đây giờ hoa cũng nhiều lắm.
ngày hôm nay là coi như là gia đình của ba Michael là tràn ngập hoa luôn á. Cho nên từ đó giờ ba Michael đi quen vợ của ba Michael bà con, chưa bao giờ mà ba Michael biết tặng hoa là gì á, không bao giờ. Đây hoa này bà con. Do gia đình của ba Michael là nhà giáo bà con à, cho nên là cứ đến vào những cái dịp lễ này là hoa nhiều lắm. Cái xong cái sau đó về cái hoa nhiều không biết làm gì bà con, biết biết sao không? Cái vợ ba Michael dắt tỉa lại cái đem lên cúng trên bàn Phật á à, chân hoa luôn. Mà vì vậy á, cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều người nói ba Michael xong mấy dịp lễ không mua hoa tặng vợ ba Michael à, tại nhà ba Michael nó đến mấy dịp lễ là hoa nhiều lắm. Hoa là một, với thứ hai nữa bà con có biết cái gì phải không? Trái cây. Ồ, trái cây nhiều lắm, cứ đến dịp lễ là có hoa và trái cây. Rồi, ba Michael đi qua đây là 892 đường Hậu Giang. Bên đây là hồi xưa là hãng pin con ó nè bà con ó đen á đó. Đó, hoa bên kia đó kìa đó, Sài Gòn ngày hôm nay là chỉ là tràn ngập hoa không nha bà con, khắp nơi nơi luôn. Rồi ở đây là người ta gọi đó là ngã tư Nguyễn Văn Luôn với đường Hậu Giang à, hồi xưa người ta còn gọi ở đây là ngã tư Phú Định à, đây là ngã tư Phú Định. Hôm nay trời nắng dữ ha, xin thưa bà con bác bây giờ chắc tầm 8 giờ mấy rồi đó, 8 giờ chắc 9 giờ đó, chứ không phải 8 mấy đâu à, chắc ba mẹ còn đi quay một phim thôi rồi chứ quay giống như hôm qua. Xin thưa bà con bác về ba Michael làm phim không có kịp à, hôm qua ba Michael đi quay phim nhưng hôm qua là về làm phim không kịp. Tối này thứ sáu
bên tay phải này là bốt Nguyễn Văn Tố nè. Rồi cầu này là cầu Hậu Giang. Ở đây là ngã tư Minh Phụng với đường Hậu Giang. Hình như trước năm 75 nó vẫn y chang vậy bà con. Ngã tư Minh Phụng với Hậu Giang. Mình quẹo tay phải bên đây nè. Thì hồi đó có một cái cây cầu. Cây cầu này người ta gọi đó là cầu Bình Tiên. Rồi, xin thưa với bà con cô bác á. Có nhiều cái thứ cho nên ngày hôm qua coi như là dân Sài Gòn người ta rất là ngỡ ngàng luôn bà con. Cho nên ba mày cầu mới nói với bà con bác hậu quả trên mấy cái mạng xã hội này nó nguy hiểm lắm nha bà con. Thấy nó ngon thì nó cũng ngon thiệt á, nhưng mà cái mức độ rủi ro nó cũng ghê lắm. Ở đây là cái cầu này, hồi đó là cầu Bình Tiên nè. Cho nên ba mày cầu mới nói và con bác, ba mày cầu làm YouTube, ba mày cầu không có muốn nổi tiếng. Nổi tiếng nó phiền lắm. Còn nếu mà mình mà nổi tiếng thì mình phải ràng bởi những cái lời ăn tiếng nói, mình cẩn thận lắm nha bà con. Nhiều người nói làm YouTube kênh nhiều view là ngon, là chúc mừng, là trúng số. Xin thưa bà con cô bác, ba mày cầu mà kênh ba mày cầu mà view lên vài trăm ngàn view là ba mày cầu sợ với ba mày cầu không có có vui đâu, nói thật luôn á. Mỗi lần mà view của ba mày cầu mà lên cả 100 ngàn 200 ngàn view là nói thật với bà con cô bác là ba mày cầu ăn ngủ không yên luôn á. Làm video là coi như là về rất là mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi lắm. Trong cái lời ăn tiếng nói mình trong cái giai đoạn đó là coi như là mình phải ràng dữ lắm, coi có cái câu nào mình nói lỡ lời hay không, có cái câu nào vô tình hứng chí lên nói hay không. Nhiều khi mình không có ý đồ gì đâu, không có ý đồ gì xấu cả, nhưng mà nhiều khi cái mình hứng chí lên á, cái mình nói mà mình không suy nghĩ á, chết đấy nha bà con. Cho nên ba mày cầu sợ lắm. Cái giai đoạn mà cái kênh của ba mày cầu mà nó lên mà có video 100 ngàn 200 ngàn view là cái giai đoạn đó là giai đoạn mà ba mày cầu bị mất ăn mất ngủ nhiều nhất. Thậm chí là ba mày cầu cũng không dám chia sẻ những cái địa danh địa sử của Việt Nam Cộng Hòa luôn, trong cái giai đoạn đó luôn bà con. Nó phiền toái lắm. Mình đâu có biết được người nào thương mình, người nào ghét mình. Cho nên những cái giai đoạn đó là cẩn thận lời nói, ngôn từ. Và ba mày cầu phải làm tìm cách như thế nào đó để kéo giảm cái view đó xuống liền, xuống liền ngay tức khắc luôn đó mà con. Cho nên hồi đó là ba mày cầu thường hay sử dụng cái chiêu đó là xóa video. Không có cái chiêu nào mà coi như là phá bỏ kênh lẹ bằng cái cách mà xóa video nha bà con. Ba mày cầu nói thật, cái cách mà bà con cô bác mà muốn cho cái kênh đó mà nó tụt view nhanh chóng á, đó là xóa video. Bà con cô bác xóa video cái là tự động nó tụt view thời thảm luôn. Có một thời điểm á, kênh của ba mày cầu, xin thưa bà con á, cứ 1 giờ đăng lên là 20 ngàn view. 1 tiếng nha bà con, 1 tiếng 20-30 ngàn view đó. Ba mày cầu xóa video cái bụp. Xin thưa bà con bác, mỗi video ba mày cầu đăng lên có 80 người coi. Cái lúc nào mà coi như là lên, nó lên được 100-200 người coi là mừng thấy bà nội luôn. Đó đó đó, đang mà mấy trăm ngàn view, mấy chục ngàn view, bà con bác xóa video cái tự nhiên là nó tục coi như là tóc mà coi như là ba mày cầu sốc luôn. View nó tăng thì cũng sốc vì sợ có nhiều người vô rồi bàn luận này nọ, tại vì bà con quá biết mà, ba mày cầu làm về địa danh địa sử của Việt Nam Cộng Hòa mà, thì cũng có nhiều người lắm.
À, cái chủ yếu của mình là chỉ là đi về lịch sử, về đường phố, địa danh lịch sử thôi. Nhưng mà khi mà kênh nhiều người thì nó sẽ kéo theo cái nhiều tầng lớp. À, dù rằng nội dung có video của Amigo cũng có bạ gì trong đó. À, không có tuyên truyền gì bậy bạ cả. À, nhưng mà người thương người ghét mà, cho nên Amigo sợ lắm. Sống ở trên đời này cái lằn ranh mà giữa cái đúng cái sai nó mong manh lắm. Chỉ cần mà mình sơ hở một chút xíu, mình nói mà lỡ lời một chút xíu thôi. À, công sức mình bữa giờ cái gì là nó đi tông luôn ấy bà con, ghê lắm. Cho nên mỗi lần cái lúc đó là ba mày còn mất ăn mất ngủ, ngủ không được luôn á bà con. Rồi đi trên đường mà nói chuyện cái này nè, là thực sự là về nhà là mình phải nghe lại nội dung video của mình liền luôn á, để coi coi cái đoạn video đó mình có nói lỡ lời lời nào không, cắt bỏ liền. Còn bình thường mà giờ view ít như bây giờ nè, xin thưa bà con quát, ba mày còn làm nhẹ nhàng thoải mái, không sợ gì hết á. Tại vì đa phần là những người mà ít như vậy á, là những người mà họ thích kênh của mình, họ thích tìm hiểu về lịch sử, về Sài Gòn, về những cái địa danh địa sử. À, cho nên lôi lúc mình có nói những cái lỡ lời họ cũng hiểu được mình. Tại vì họ cái số lượng người ít như vậy á, là họ đã theo mình là tới cũng gần cả năm, có khi là tới 6-7 năm luôn rồi. Họ hiểu được cái con người của mình, họ hiểu được cái tính cách của mình. Cho nên mình có gì đâu mình sợ. Có lỡ cái lời nữa là họ cũng chăm trước, họ bỏ qua cho mình. À, con đường này đường Văn Thân nè bà con, mà ngộ lắm bà con. Lên view nhiều thì sợ, nhưng mà cái view ít mà lẹt đẹt á thì chán. Chán bà con có biết tại sao không? Chán là tại vì bởi vì mình thua xúc anh em quá. Trùng tại sao người ta cùng làm về YouTube mà người ta làm cái kênh ta lên từ trăm mấy chục ngàn sub, mấy trăm ngàn sub, còn mình cũng làm thời như người ta. À, cũng làm như người ta mà mình cứ lẹt đẹt. À, mỗi video của người ta đăng lên là tới mấy chục ngàn view, thậm chí có lên cho trăm ngàn view, còn mình cũng giống như người ta, mình làm video gì có 1.000-2.000 view, buồn quá trời buồn. À, tự nhiên nó không có hứng thú làm, thành thử ra là phải giật view. À, giật view liền, người ta giật view được mà có gì đâu. À, nhưng mà chết á. Ba mày cầu thấy bữa giờ có hai cái trường hợp. Một cái trường hợp là cũng là luật sư, nhưng mà đây hồi xưa là cái boss nè, boss bà lại đây nè bà con. À, thông hiểu luật luôn rồi đó. Nhưng mà chỉ có trích dẫn lại báo chí thôi. À, thì nghĩ rằng là cái nguồn báo chí là nguồn chính thống. Nhưng mà không phải nha bà con. À, chưa chắc rồi nha, tại vì trong cái những cái tờ báo điện tử á, xin thưa bà con quá, họ đều có ghi là họ giữ bản quyền nha. À, cho nên là mình muốn trích dẫn lại những cái nguồn đó là mình cũng phải xin phép họ đó bằng văn bản đàng hoàng. À, có nhiều các dân YouTuber đó, xin thưa bà con quá, cứ nghĩ rằng là mình đi chia sẻ tin tức rồi mình lấy từ các báo. À, các báo các đài đó, họ đăng tin đó là những báo đó là báo chính thống rồi, thì mình chia sẻ lại cái đó là cũng sai đấy nha bà con. À, báo chí họ có quyền của báo chí nha bà con. Còn mình mà đu theo họ là mình cũng mệt mỏi khi có việc đó, chứ không phải là cứ mình cứ nghĩ rằng là mình cứ lấy theo tin theo báo rồi. Cho nên ba mày còn hiểu rõ điều đó, cho nên xin thưa bà con cô bác, cho nên mỗi lần mà ba mày còn trích dẫn nguồn tin từ báo chí, ba mày còn cũng sợ lắm. Sau này ba mày còn cũng không dám nói đến danh tánh của ai hết cả. À, thậm chí ba mày còn trích nguồn tin của báo, ba mày còn không dám nói báo nào luôn. À, mà nói mà không trích dẫn nguồn tin báo là mình cũng mệt nữa. Nói chung cho nên ba mày còn phải nói bà con bác á, giữa cái đúng cái sai á, nó cái lằn ranh nó mong manh lắm. Ba mày còn nói thật, chứ không phải là mình nghĩ rằng là mình làm vậy là đúng đâu nha bà con. Đó, giống như Dũng Lình mà ba mày còn trích dẫn cho bà con bác á, những cái tin gì báo chí hôm nay đăng là ba mày còn đọc lại. Đó, bình thường thì không sao hết, nhưng mà có kẻ ăn kẻ ghét người ở cái là cũng mệt á. Ai cho phép ba mày còn trích dẫn lại nguồn tin của báo chí? Rồi ba mày còn có xin phép chưa? À, rồi trích dẫn nguồn tin của báo chí rồi có, đã có kiểm chứng chưa? À, à, chứ không phải là mình trích dẫn cái nguồn tin báo chí rồi là mình tưởng là chắc ăn đâu nha bà con, phải kiểm chứng lại nữa à.
chứ lỡ mà báo chí mà có người ta mà gõ lộn sai chữ cái mình đọc theo cái mình cũng chết bà mình luôn á, chứ không phải giỡn đâu nha. Cho nên là chích nguồn tin đó nhưng mà mình phải kiểm chứng lại đó. Đó, cho nên ba mày gọi nói là kênh mà lên nhiều view là sợ lắm. Còn mà nếu mà kênh mình ít view thì xin thưa bà con có bác thôi, lỡ rồi thôi đó. Tại vì mình đâu có ít người xem thì tức có nghĩa rằng là đâu có người ghét đâu, ít người ghét. Còn nhiều người xem là nhiều người ghét, nhiều người xem là nhiều người soi mối, nó lách ra từng câu từng chữ. Rồi thêm một cái điều nữa, bây giờ bà con bác được luật an ninh mạng nó ra rồi đó. Có những cái chuyện mà mình tưởng rằng là trên mạng là vô hại nhưng mà thực sự là có hại nha bà con. Cho nên không có giỡn được đâu. Kênh mà lên nhiều view là mất ăn mất ngủ á. Thì chính vì lẽ đó có nghĩa là có những cái YouTuber á, xin thưa bà con bác không, có những cái YouTuber thì họ không có thông hiểu cái điều đó. Cho nên họ cứ làm thì chả sao cả. Còn riêng cá nhân của ba Michael thì mình hiểu được cái điều đó, cho nên ba Michael sợ lắm. Thì có nhiều người nói ủa sợ thì làm chi. Thì như ba Michael đã nói bà con của bác á, đơn giản là gì, làm không có cảm hứng cho nên phải giật view đó. Thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà do mình biết được cái luật như vậy cho nên mình rất là sợ. Đó, giờ bà con có hiểu lý do tại sao cái thằng ba Michael này nó không thích nổi tiếng không? Và tại sao view mà nó lên mà tại sao nó kéo xuống không? Hồi đó có nhiều người vô chửi ba Michael lắm. Không có ai làm YouTube mà khùng như cái thằng này. Xạo rồi ABC đây. Nhưng mà xin thưa bà con của bác mà hiểu luật rồi thì bà con của bác sẽ hiểu được cái tâm trạng của ba Michael khi mà view nhiều. View nhiều là đồng nghĩa nổi tiếng nhiều. Mà nổi tiếng nhiều thì thật sự không có lợi nha bà con. Hớ lời một chút xíu thôi là cái gây ra cái hậu quả nó khôn lường lắm. Đó là lý do tại sao mà khi mà view nhiều là ba mày còn phải uống 3 tức lưỡi dữ lắm. Không phải 3 tức lưỡi nữa, uống 7 tức lưỡi luôn, uống lưỡi 7 lần. Nghe đi nghe lại. Đó. Sợ lắm chứ không giỡn đâu. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ ở ngoài đường, ngoài xã hội thực tế này là mới sợ. Còn ở trên không gian mạng là ảo. Bây giờ không có đâu. Rồi, mình đi dạo một vòng chợ Bình Tiên nha bà con. Nhiều người ta nói mấy người mà coi là điếc không sợ súng là nó như vậy á bà con. Nói giống như bây giờ bà con có bác thấy các YouTuber trên mạng không? Giật view, câu view mà có một lần ba mấy cầu đi qua cái chỗ mà cư xá Chu Mạnh Chinh đó bà con. Các YouTuber á, trời ơi, cầm cái máy livestream trực tiếp quay thẳng mặt mấy người đó luôn. Đó, xin thưa bà con bác. Mình nhìn vô mình thấy, nhưng mà ba mấy cầu thật sự mấy người đó là đúng nghĩa là điếc không sợ súng đó bà con. Người ta đi mà cái đó mà cứ quay phim mà trực tiếp trực diện vô đó, mấy người đó thì đúng là được gọi là điếc không sợ súng. Còn ba Michael thì chưa có điếc cho nên ba Michael nghe tiếng súng là ba Michael sợ lắm. Đây là chợ Bình Tiên. Khu này là khu ẩm thực ăn uống của chợ Bình Tiên. Hôm nay mình đi lúc tầm 9 giờ. Chín giờ thì nó không có đông bằng buổi sáng. Thường ba đi ba mấy cầu đi 7:30 hay bà con bác ha. Cỡ nào để ba mấy cầu sẽ đi thử cái tầm khoảng 6 giờ sáng rồi nó có đông hơn đúng không?
khu này là khu hải sản nè. Wow, nước lầy lội dơ quá. Đây, xin thưa bà con bác, họ để nguyên chiếc xe ở đây luôn. Rồi, cho nên khu này là không có bị lấn nè. À. À, để nguyên chiếc xe ở đây luôn. Hôm nay mình đi cái mé bên đây, cái khu hải sản cho nên nó lầy lội, nó hơi dơ mà con ha. Nước lầy lội mà nó trời. Thì cái nơi này là cá, thịt cá nè, đó cho nên nó có cái mùi nó không được thơm tho lắm. Một cái mùi đặc trưng của cái khu chợ cá. Chợ Bình Tiên. Học dịch là 25.000 chục. 25.000 chục tính ra có đồng lốt đô à, chục cũng rẻ. Xin thưa bà con bác, ở nước ngoài kiếm học dịch không có nha bà con, hiếm. Dù rằng là người ta có nuôi vịt á, nhưng mà ăn trứng vịt thì ở nước ngoài không có. Chắc nếu mà có chắc cũng mắc. Đa phần là nước ngoài người ta thích ăn trứng gà hơn. Rồi giờ 30 cầu quẹo đây, đường 7 sậy. Hồi xưa ở đây là bến bãi sậy rồi bà con. Thank you.
rồi, đường này là đường Mai Xuân Thưởng. Con đường này là con đường Cao Văn Lầu, hồi xưa đường Lê Quang Hiền rồi bà con. Ở đây mình có cái chẩn y viện quận 6 nè, không biết bà con các bác còn nhớ không. Còn ngay đây có cái cây cầu Phạm Đình Hổ nè. Ở đây thì bên kia thì là vẫn còn khu ổ chuột, còn bên đây thì trở thành cái công viên rồi bà con. Hồi xưa nơi đây cũng là khu ổ chuột nè. Và bên kia thì có nhà đi rồi, có nhà đã giải tỏa rồi, có nhà thì chưa chịu giải tỏa. Thành thử ra nó vẫn còn. Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Ui, chuyện gì vậy? Ba mày còn thấy mấy em này đang đi cầm theo cái cuốn sổ tay ghi chép. Các em này đang đi khảo sát gì vậy ta? Này chắc trường học quá hả? Không thấy ai dẫn đầu hết mà. Chắc đi khảo sát cái con đường này quá. Hay là làm một cái vấn đề gì đó mình không rành. Con đường này đường Chu Văn An. Con đường này đường Gia Phú nào cơ. Khu này cũng là khu người Hoa Chợ Lớn ở đây. Bên đây hồi xưa đó là chợ gà Gia Phú rồi cơ. Con đường này đường Bình Tây, hồi xưa là cái chợ gốc Bình Tây là nằm dưới đây nè. Ngay ngã ba đường đó là xưa là chợ Bình Tây đó cơ. Chứ không phải là cái chợ lớn mới của ông Quách Đàm đâu. Chợ Bình Tây là xưa nằm cuối đường đó đó. Ở đây là đó là chợ gà Gia Phú nè, đó, nguyên cái khu dãy này nè, đó, không biết bà con các bác nào còn nhớ không? Bây giờ ba mẹ cậu có chút xíu việc nha bà con. Thôi ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cậu. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.